Chào mừng quý vị và khán giả đã đến với chương trình đồng hành số 7 của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Cuộc thi tìm kiếm những tài năng trẻ độ tuổi từ 16 đến 28 để bổ sung vào đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp cho nền âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh cũng như cho cả nước. Cuộc thi do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mayquy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jax. Với tiêu chí bản sắc Việt, cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012 mong muốn sẽ gợi lên niềm tự hào của giới trẻ khi được hát những ca khúc về quê hương xứ sở mình, về tình người, về tình yêu đôi lứa của đất nước mình. Và cũng có lẽ vì lý do này mà trong đêm chung kết đầu tiên diễn ra vào tối ngày 12 tháng 10 vừa qua, đã có đến 4 thí sinh chọn dòng nhạc truyền thống cách mạng và có đến 3 thí sinh chọn dòng nhạc dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca để giới thiệu mình đến với khán giả. Ngay bây giờ đây, Chủ Lộc xin mời quý vị các bạn hãy cùng xem lại trích đoạn tổng hợp kết quả của đêm thi đầu tiên vừa rồi quý vị nhé. Sau đêm thi chung kết đầu tiên, ba thí sinh hiện đang tạm thời thuộc nhóm tự tin là Lưu Hiền Trinh. Đinh Ngọc Thiện. Và Iyalin Ayun. Dòng suối ai cao vì màu đất ba gian là hùng ca ma trang lớn. Hai thí sinh thuộc nhóm cố gắng Trần Tuấn Hòa. Chốn xa hoa chỉ là cõi mơ. Và Lê Quang Huy. Hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Chưa được may mắn lắm, ba thí sinh Cao Thị Công Nghĩa, Điểu Thị Bích Thủy và Vũ Minh Trang hiện đang nằm trong nhóm nỗ lực. Nghĩa là các bạn cần phải nỗ lực tập luyện để làm sao chinh phục được ban giám khảo và khán giả trong những đêm sau. Quý vị thấy không, các thí sinh của chúng ta không chỉ có chất giọng tốt mà còn rất tỏa sáng trên sân khấu nữa. Và sự tỏa sáng đó là nhờ vào một phần không nhỏ của bộ phận trang điểm làm tóc cũng như các nhà thiết kế hỗ trợ trang phục. Và để có được những bộ trang phục đẹp và thích hợp cho phần thi diễn của các thí sinh như đêm chung kết vừa rồi thì các nhà thiết kế hỗ trợ cho cuộc thi năm nay cũng đã phải làm việc hết sức chăm chỉ. Các nhà thiết kế trẻ Long Dũng, Phan Thanh và An Kha cùng áo dài Trí Lữ Gia đã phải gấp rút chuẩn bị trang phục cho các thí sinh. Chỉ có 2 ngày để vừa đo, may rồi hoàn thiện trang phục với các chi tiết trang trí cầu kỳ, nhưng với sự nhiệt tình của các nhà thiết kế, cuối cùng các bạn thí sinh cũng đã có được những bộ trang phục thật ưng ý. Qua một đêm thi đã có các bạn cao điểm hơn và có bạn thấp điểm hơn. Chính vì vậy mà không khí luyện tập của các bạn thí sinh đang nóng dần lên rồi đây. Lộc biết rằng là Nghĩa hơi kém may mắn một chút xíu và đang nằm trong nhóm nỗ lực. Vậy thì trong đêm thi sắp tới thì Nghĩa đã có cho mình những chiến lược nào để có thể tạo nên một sự bứt phá? Dự định ban đầu thì Nghĩa định chọn một ca khúc với dòng nhạc khác. Nhưng vì tình hình thực tế nên Nghĩa sẽ chọn một ca khúc thuộc về sở trường của mình để có thể tự tin và thể hiện bài tốt hơn. Vậy còn Iyalin thì hiện tại bạn đang là một trong số 3 thí sinh đang nằm trong nhóm tự tin và cũng là một trong số 8 thí sinh đang là có số điểm cao nhất.
Vậy thì bạn sẽ chọn những bài hát như thế nào để mình có thể giữ vững cái vị trí của mình? Trong đêm thi đầu tiên, thật sự thì Celine được may mắn bởi vì được nằm trong 3 người đạt số điểm cao. Và Celine hy vọng trong những đêm thi tiếp theo thì ban giám khảo như tất cả các bạn khán giả sẽ luôn ủng hộ cho Celine, và không những riêng Celine mà cho tất cả 8 bạn thí sinh để cùng nhau phấn đấu và tạo nên một cái chương trình thi ca nhạc thật là chuyên nghiệp và đầy ấn tượng. Có vẻ như các bạn thí sinh đang nỗ lực hết mình, và những ai trong nhóm tự tin muốn giữ vững vị trí của mình, còn những ai trong nhóm cố gắng và nhóm nỗ lực thì sẽ vươn lên và đạt được những kết quả cao hơn. Và hiện tại ngay bây giờ đây thì ngồi kế bên Triệu Lộc đang có một nhân vật rất là đặc biệt, đó chính là nam ca sĩ Đức Tuấn, và chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh một chút xíu nhé. Chào anh Tuấn. Từ nãy đến giờ thì em đã thấy anh Tuấn ở trong phòng rồi, vậy thì vì sao mà ngày hôm nay anh Tuấn lại có mặt trong phòng tập này? Ngày hôm nay thì Tuấn đến đây là để cùng với nhà nhạc chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cái sự xuất hiện của Tuấn trong đêm chung kết thứ hai của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm nay. Và thực sự thì cũng đã có được một cái ngày làm việc rất là hiệu quả. Và một phần nữa thì cũng Tuấn qua đây thì cũng ngồi xem các bạn thí sinh và sẽ cùng trò chuyện với các bạn. Với tư cách là một đàn anh đi trước, vậy thì anh Tuấn có những cái kinh nghiệm và có những cái lời chia sẻ hay những lời động viên nào dành cho các bạn thí sinh trong đêm thi sắp tới không? Chắc là nghĩ là Tuấn động viên và xin dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả các bạn. Hy vọng các bạn là hãy nỗ lực, hãy khai thác được hết cái khả năng của mình. Cái vấn đề duy nhất của các thí sinh trong cuộc thi đó là hình như là cái tâm lý khi đi thi, thường là các bạn chỉ sử dụng được khoảng 5 hay 6 phần 10 cái khả năng của mình. Chúc tất cả các bạn thí sinh sẽ vượt qua được những cái rào cản về mặt tâm lý để có thể khai thác được hết cái khả năng của mình và đạt được những cái kết quả như mong muốn trong cuộc thi lần này. Cảm ơn anh Đức Tuấn cùng với những kinh nghiệm cũng như là những lời chia sẻ rất là quý báu của anh đã dành cho các bạn thí sinh. Và Triệu Lộc cũng xin chúc cho các bạn sẽ có thêm thật nhiều sự tự tin để có thể cùng nhau bước vào tranh tài trong đêm thi thứ hai sắp tới. Bắt đầu từ 21 giờ mỗi tối thứ 6, tổng đài nhắn tin 8483 sẽ chính thức tiếp nhận tin nhắn bình chọn cho các thí sinh. Việc bình chọn này sẽ kéo dài đến hết 20 giờ 30 tối thứ 6 của tuần kế tiếp. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất, soạn tin nhắn THTH khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8483. Giải thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm thi được công bố ngay đầu của đêm thi kế tiếp. Sau đêm chung kết 4, thí sinh nào ở vị trí thứ 4 hay thứ 5 nhận được tổng số bình chọn cao hơn từ khán giả sẽ nhận được chiếc vé cuối cùng có mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Tham gia nhắn tin, quý vị khán giả có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận được 3 triệu đồng tiền mặt hàng tuần. Trong 4 đêm thi của vòng chung kết, cả 8 thí sinh buộc phải lần lượt trải qua đủ 4 dòng nhạc, truyền thống cách mạng hay hát về biển đảo quê hương, dân ca hay mang âm hưởng dân gian, nhạc trẻ, hay một bài hợp sở trường mình nhất được thể hiện theo phong cách mộc. Tuy nhiên, trình tự thể hiện các ca khúc này là do thí sinh toàn quyền quyết định tùy theo chiến lược của mình để tạo hiệu quả bứt phá cao nhất. Điểm số được công bố ngay sau mỗi phần thi, thứ hạng tạm thời được cập nhật cuối mỗi đêm thi để khán giả biết 3 thí sinh nào nằm trong nhóm tự tin, 2 thí sinh nào nằm trong nhóm cố gắng và 3 thí sinh nào nằm trong nhóm nỗ lực. Cuối 4 đêm thi, sẽ còn lại 4 thí sinh bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Trong đó, 3 thí sinh thuộc nhóm tự tin và 1 thí sinh thuộc nhóm cố gắng là thí sinh thứ 4 hay thứ 5 nhận được sự bình chọn cao hơn từ khán giả. Cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải 3 40 triệu đồng, giải 4 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba, tư và khuyến khích còn nhận được phiếu sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Khơ Thị Beauty and Spa trị giá lần lượt như sau: 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ dành cho thí sinh hát dòng nhạc truyền thống cách mạng và biển đảo quê hương xuất sắc nhất, thí sinh hát dòng nhạc dân ca mang âm hưởng dân gian hay nhất, thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất, thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Cách thức bình
chọn thì vô cùng đơn giản, còn giải thưởng thì vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy quý vị đừng quên nhắn tin bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích quý vị nhé. Biết đâu những thí sinh mà quý vị yêu thích sẽ đạt được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất trong đêm. Và cũng chính quý vị khán giả sẽ là những người may mắn nhất nhận được giải thưởng 3 triệu đồng từ phía chương trình nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng Hành số 8 cũng vào khung giờ này tối thứ 5 tuần sau. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mayquy thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jack's.